đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi98 Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được một trong những cái điều tốt Tuy là không ai muốn giá cả đi xuống nhưng mà một trong những cái điều tốt khi mà giá cả đi xuống đó là chúng ta Cho nhiều người có được cái cơ hội để mà sở hữu một BTC Uh, và chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình đó, cái đường màu cam này trên Classno để đại diện cho cái số lượng người mà sở hữu hơn một BTC Đây là một trong uh, những cái thành tựu rất là đáng được cổ vũ trong crypto các bạn biết là sở hữu một BTC cho dù bây giờ giá đã thấp rất nhiều so với cái mức cao của tháng 11. Nhưng mà thấp đi nữa thì giá BTC bây giờ vẫn là 20.320 đô, một con số không hề nhỏ như mà nào à, mà chung mình giá tức lũy BTC cũng đã biết là nhiều khi cũng thấy rất hình ảnh Nhiều khi các bạn bỏ 1.000 đô, 2.000 đô, à, các bạn mua BTC thì mua được có 0.0 mấy BTC mà thôi Thì à, để có được một BTC là một điều không hề đơn giản Cho những thế nào mà đã sở hữu một BTC hay là hơn một BTC thì à, chúc mừng các bạn À, chúng ta thấy được là đường màu cam này đã tiếp tục tăng trưởng và cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn một BTC à, ở mức là 897.425 ví hiện tại dựa theo Klasno. thì à, có phải là chúng ta có tới 890 mấy ngàn người hay không lưu trữ hơn một BTC thì không phải rồi các bạn cũng đã biết là một người có thể có nhiều à, địa chỉ ví cho nên con số này để thường nghĩ ra sự thật các bạn cần phải lấy con số này chia 3 chia 4 hay là thậm chí chia 5 thì chúng ta mới có cái con số thật sự. Và ngoài trừ là số hữu thêm một BDC chúng ta cũng thấy được là cũng có khá là nhiều à, những à, con có thể gọi là hơn 10 BDC thì chúng ta có thể à, gọi đây là những à, à, con cá mập hay là chúng ta gọi đây là những cái con cá lớn cũng được Chưa hẳn là cá voi đâu tại vì chỉ hơn 10 BDC thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ hơn 10 BTC đó cũng đã có cái sự tăng trưởng từ tháng 3 rồi cái đường màu vàng này trên màn hình à, tăng cao nhất trong vòng 18 tháng qua và chúng ta đã thấy được là con số này đó lên tới 150.421 địa chỉ ví có hơn 10 BTC Thủ muốn chia sẻ một số những cái thông tin đã bật ngày hôm nay với các bạn thì một thông tin mình thường cảm thấy là đáng nhắc đến đó chính là thông tin liên quan đến quốc hội của Hoa Kỳ thì quốc hội của Hoa Kỳ đó thì bây giờ chúng ta cũng đã biết là đang nghiên cứu về cách quản lý thị trường crypto này. Tại vì Hoa Kỳ đó thì có rất là nhiều những đơn vị giống như đơn vị quản lý hợp đồng tương lai CFTC hay là đơn vị quản lý uh, chứng khoán SEC rất nhiều những đơn vị khác nhau đã quản lý nhiều bộ phận của tài chính ở Hoa Kỳ Nhưng mà những cái đơn vị này đó, họ quản lý một phần mà thôi Và đơn vị nào cũng muốn nhúng tay vào crypto nhưng mà họ lại không có một sự đồng thuận Nói chung, luật của crypto ở Hoa Kỳ đã khá là rắc rối à, Tùy theo là các bạn hỏi ai Nếu như mà các bạn hỏi SEC à, crypto là gì, họ sẽ nói là crypto là chứng khoán Nếu như các bạn hỏi CFTC à, crypto là gì, thì họ sẽ nói là crypto à, là hàng hóa tại vì họ quản lý hợp đồng tương lai mà và chúng ta cũng có hợp đồng của BTC và TBM đương nhiên là CFTC nói crypto là hàng hóa nếu như các bạn hỏi uh, bộ tài chính uh, crypto là gì họ nói crypto là tiền tệ à, tại vì sao tại vì uh, crypto đó những cái sàn giao dịch thì cần phải uh, đi theo luật tiền tệ để mà chấm lửa tiền thì đương nhiên họ xem crypto là tiền tệ rồi nếu như các bạn hỏi uh, cục thuế ở Hoa Kỳ uh, crypto là gì họ sẽ nói crypto là tài sản cho nên các bạn đi được tùy theo các bạn hỏi ai rất là rắc rối ở Hoa Kỳ không phải là crypto ở Hoa Kỳ không có lực mà lực crypto ở Hoa Kỳ đó nó quá rắc rối và nó không có hoàn toàn khớp với nhau giữa những cái cơ quan và chúng ta thấy được là quốc hội đó hôm nay lại gửi một số những cái tài liệu theo không phải hôm nay mà họ đã gửi không biết là hồi nào nhưng mà họ gửi tới đó cho bốn cơ quan ở Hoa Kỳ À, họ đòi hỏi cho là một số những câu hỏi liên quan đến là những cơ quan này đã, đã có những cái luật gì đã làm những gì để mà bảo vệ những nhà đầu tư trong thị trường này để mà chống lại lừa đảo và bốn cơ quan đó, đó là bộ tài chính, quỹ ban thương mại liên bang, quỹ ban giao dịch hợp đồng hàng hóa tương lai như là CFTC và quỹ ban chứng khoán và giao dịch như là SEC và thêm vào đó họ gửi cái văn bản này đến năm sàn giao dịch ở Hoa Kỳ đó chính là Coinbase, FTX, Binance US Kraken và Kucoin cool thì uh, họ gửi tới đó là họ muốn biết là những cái sàn giao dịch này là khi mà list một đồng nào thì họ có những cái uh, tìm hiểu gì về cái chiến lược bảo vệ người tiêu dùng khi mà list một đồng đó hay là khi mà họ biết được có một giao dịch gì đó không ổn trên sàn đó thì họ có những cái động thái gì uh, trong công ty của họ để mà bảo vệ người tiêu dùng thì nói chung đó, đây chỉ là một cái văn bản để mà chiêu những nơi này đó đóng góp ý kiến để cho quốc hội hoa kỳ có thể dùng những tài liệu đó khi mà họ đưa ra cái luật cho crypto ở hoa kỳ mà thôi để rõ ràng hơn bây giờ đó thì thông tin này nói chung nói thường nó cũng là một cái bước tiến tới chứ không hẳn là mọi người lo sợ là chính phủ hoa kỳ gửi đơn tới cho những sàn giao dịch thì có cái gì bất ổn không phải đâu tại vì họ không những gửi đến sàn giao dịch mà gửi đến những cơ quan của hoa kỳ để mà tìm hiểu về vấn đề này điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta cũng đã có cái thống kê À, cho những quỹ đầu tư lớn thì à, mỗi tuần chúng ta có thống kê này về tuần trước đó những quỹ đầu tư này đã họ đã làm gì với số tiền của họ thì chúng ta có những công ty lớn như là Grayscale, Twenty Share vân vân các bạn cũng đã biết rồi thường chia sẻ hàng tuần với các bạn thì tuần vừa rồi đó là tiếp tục là một tuần mà chúng ta thấy được là có một số tiền rời khỏi thị trường này đó chính là cái thanh mà màu đen các bạn nhìn thấy trên màn hình thanh này à, thì tuy là cái thanh này không phải là dài lắm có nghĩa là cái số tiền lúc ra cũng không có đáng kể nhưng mà cũng là một số tiền rút ra khỏi thị trường này ở mức là 27 triệu đô la và phần lớn đó chúng ta thấy được là rút ra khỏi BTC và chúng ta thấy được là có khoảng chừng một triệu trở vào cái quỹ short BTC à, mà nói chung phần lớn đó là rời khỏi Bitcoin và khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn đó thì các bạn thấy được là cái số tiền này chủ yếu đó là rời khỏi đến từ những quỹ ở Hoa Kỳ các bạn thấy được là 20 triệu đã là những quỹ từ Hoa Kỳ rồi. À, thậm chí chúng ta thấy được những quỹ ở Brazil thì à, nạp thêm tiền vào 1,2 triệu. Thì chúng ta thấy được là tại sao những quỹ Hoa Kỳ lại có số tiền này rời khỏi tương như rồi? Tôi nghĩ là tại vì à, cái sự lo sợ liên quan tới Fed tiếp tục tăng lãi suất à, chứng khoán một màu đỏ tương như rồi. Có nghĩa là những nhà đầu tư đó họ lo sợ họ rút tiền, họ không muốn à, giữ tiền trong chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì có thể là họ cũng rút tiền Cho những mã đầu tư khác và trong đó có crypto. À, đó chính là cái thống kê từ nhiều rồi nói chung thì cũng chưa có gì gọi là đáng kể nhưng mà thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được thông tin mới nhất đến từ con share. một cái thông tin khác cũng khá là thú vị đó chính là chúng ta thấy được là Fed ở Hoa Kỳ đó cùng với liên bang của Hoa Kỳ họ sẽ có một cái sản phẩm mới, một cái công nghệ mới mà họ gọi là FedNow giống như các bạn nhìn thấy trên màn hình Fed nào thì đây là một cái sản phẩm mới của Fed thì tại sao chúng ta lại có sản phẩm này của Fed thì dựa theo tài liệu đó các bạn đã biết là hiện bây giờ ở Hoa Kỳ thậm chí là khắp nơi trên thế giới đó chúng ta sử dụng phần lớn là một cái cách chuyển tiền gọi là RTP hay còn gọi là ACH có nghĩa là các bạn tuy là hiện bây giờ các bạn nào ở Hoa Kỳ các bạn sử dụng Zelle hay là Venmo đó các bạn thấy được là các bạn gửi tiền thì có ngay lập tức thì đã nhanh lắm rồi thì chúng ta lại thấy là tại sao Fed lại đưa ra thêm một cái sản phẩm gọi là FedNow Mà họ nói là sản phẩm này đó là sẽ xử lý giao dịch ngay lập tức và nhanh nhất Trong khi chúng ta đã thấy là những sản phẩm như là Zelle hay là Venmo đã nhanh rồi Nhưng mà không phải đâu Khi mà các bạn sử dụng những ứng dụng ở Hoa Kỳ Giống như chúng ta nhìn vào PayPal hay là Zelle hay là Venmo đó Các bạn gỡ tiền các bạn cảm thấy được là các bạn vừa gửi người khác nhận được liền à, tại vì cả hai người đều nằm trên cùng một mạng lưới đều à, nằm trong hai cái chương mục nằm cùng một công ty cho nên rất là nhanh Chứ còn nếu các bạn à, lấy tiền từ PayPal hay là Venmo trở về ngân hàng các bạn cảm thấy được là nó vẫn tốn là một ngày, 2 ngày thậm chí là cả tuần các bạn mới lấy được tại vì cái công nghệ mà chúng ta sử dụng nó đã cũ rồi Cái công nghệ này đã gửi tiền rất là lâu cho nên sẽ ra cái sản phẩm là Fed nào sản phẩm này sẽ bao trùm à, thị trường à, tài chính và sẽ giải quyết những việc này rất là nhanh sẽ giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta vừa nói đến cái điều thú vị đây đó là khi mà chúng ta nhìn thấy được những tài liệu được chia sẻ của fed đó, thì giống như là người gửi là bên tay trái người nhận là bên tay phải thì người gửi đó sẽ gửi đương nhiên là thông qua ngân hàng của họ rồi và người nhận đó sẽ nhận thông qua ngân hàng của họ và đứng chính giữa đó chính là fed nào đây là cái sản phẩm là sẽ cho hai ngân hàng này kết nối với nhau rất là nhanh để mà nhận được tiền ngay lập tức luôn À, thì sẽ dẫn đến là các bạn sẽ có tiền à, di chuyển rất là nhanh và đương nhiên cái này à, phần lớn đó là rất tốt cho những cái thương mại ở hoa kỳ chứ còn người bình thường như thường và các bạn thì chúng ta dùng Zelle là venmo cũng không thấy gì khác biệt chủ yếu là cho những ngân hàng và những cái à, công ty sử dụng mà thôi và điều mà thú vị hơn đó các bạn thấy được là FedNow này không có một cái blockchain cũng như là không có bất cứ một tài liệu gì ở trong văn bản này đó đề cập đến uh, tiền cực số Hoa Kỳ CBDC. Có nghĩa là đây là sản phẩm mà họ nói là năm sau sẽ có nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe Fed nói tới là Hoa Kỳ sẽ có một tiền cực số riêng. Đây chỉ là một công nghệ mà họ sẽ sử dụng mà thôi Và chúng ta cũng thấy được là cộng đồng của XRP đó Cộng đồng của Ripple cũng khá là xôn xao Tại vì sao thì Thuân cũng tìm hiểu và chúng ta thấy được đây đó là danh sách của những cái người mà đã tư vấn cho Fed để ra sản phẩm FedNow. Và chúng ta thấy được là một trong những người đó chính là Ryan Zagon, đây là người đến từ Ripple Labs. Nhưng mà chúng ta thấy được là cả văn bản này đã không có đề cập đến Ripple hay là chúng ta cũng không thấy đề cập đến sử dụng đồng XRP. Cho nên tôi nghĩ là cộng đồng XRP cũng hơi xung sao. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy được là lý do thật sự tại sao mà họ lại xung sao như vậy. FedNow là một cái công nghệ riêng của Fed để họ sử dụng bắt đầu năm sau mà thôi. Quá trên thông tin ra nó còn một số những thông tin nhỏ khác Tôi muốn chia sẻ với các bạn. À, đây là thông tin đến từ crypto.com. À, các bạn biết đây là một cái ứng dụng các bạn gửi tiền vào để mà lấy lại. đó. Và crypto.com thì ở Singapore thì cái mà chúng ta nhận được đó là có hai người, hai người phụ nữ ở Melbourne, có nghĩa là ở nước úc thì hai người này đó à, đáng lý đâu là nhận được 100 đô trả lại từ crypto.com thì không biết lý do tại sao có thể là vì một lý do nào đó cho nên crypto.com lý đâu trả lại cho họ 100 đô nhưng mà cái người mà trả lại đó không biết là ngủ gục hay cái gì đó mà bấm gì tới 10,5 triệu đô. la Có nghĩa là thay vì được 100 đô, hai người phụ nữ này đó ở Úc đã nhận được tổng cộng là 10,5 triệu và điều thú vị hơn đó là chuyện này đã xảy ra hồi tháng 5 năm 2021 mà mãi đến cuối năm đó có nghĩa là nửa năm sau thì crypto.com mới nhận ra được là họ đã gửi lộ một số tiền này tại sao nửa năm sau họ mới biết được thì có đó thường không biết nhưng mà sau đó, đó thì họ đã à, đổi số tiền lại và đã ra tòa thì cuối cùng đó tòa án ở úc uh, victoria supreme court uh, đã nói là hai người này đó cần phải trả lại cái số tiền này cho crypto.com nhưng mà điều thú vị hơn đó là hai người này sau khi nhận được 10,5 triệu này đương nhiên họ rút ra liền, tại vì họ nghĩ là sẽ không ai biết, rồi sau đó họ dùng số tiền này để mà đi mua căn nhà trị giá là 1,35 triệu đô úc, thì bây giờ tòa án ở úc đòi hỏi là hai người này phải bán cái nhà đó, rồi trả tiền cho crypto.com, thì tôi nghĩ hai người này cũng khá là ngây thơ, giống như là nhiều người trên thế giới đó cũng có một số đợt mà các bạn thấy là người ta lên du ngân hàng ra thì đột ngột thấy là có một số tiền lớn trong ngân hàng của mình mà không biết đến từ lâu rồi nhiều người lại rút ra để mà xài thì các bạn cũng nên hiểu là những ngân hàng họ gửi lộn tiền cho các bạn hay là những dịch vụ gửi lộn tiền cho các bạn thì theo luật của nhiều nơi nhất là ở Hoa Kỳ và hôm nay ở Úc chúng ta cũng thấy cũng tương tự đó chính là chỉ là người ta gửi lộn không có nghĩa là các bạn có thể dùng tiền đó được Chúng ta cũng có một thông tin Thuận cũng mới biết có một bài viết ở trên Wall Street Journal Thì chúng ta cũng đã biết là gần đây đó công ty Tether Uh, USDT đó thì họ cũng đã mướn một công ty uh, kiểm toán ở Ý là BDO Italia. Thì đây là một công ty mà nhiều người cho là cũng có tiếng tâm uh, tốt hơn rất nhiều so với những công ty kiểm toán mà công ty Tether sử dụng trước đây. Và cuối cùng kiểm toán đó cho thấy được là công ty Tether thực sự là có cái số tiền và tài sản để mà hỗ trợ tổng cộng là 67.5 tỷ đô la trên thị trường độc Tether. À, điều này cũng làm cho nhiều người nhẹ nhõm hơn nhưng mà Washington Journal đó thì hầu như là cũng à, không thích Tether cho nên mới làm một cái bài viết như thế này nói là công ty Tether à, chỉ cần là tài sản đó giảm xuống 0.3% thôi thì theo lý thuyết à, công ty Tether sẽ không có đủ tiền à, để mà hỗ trợ cái số lượng Tether trên thị trường. Các bạn thấy được là 0.3% thì đương nhiên ý của Washington Journal nói là Nếu như mà tài sản giảm 0.3% thì có thể là có 67,4 67, tỷ hay gì đó thì sẽ không đủ để mà hỗ trợ tổng cộng là 67,5 tỷ Thì đương nhiên là họ không thích Tether cho nên mà viết này đã thường cảm thấy là cũng nhắm vào Tether Và công ty Tether cũng đã phản bác lại nói là Washington Journal đã cố tình tung tin phết và tấn công Tether Tại vì uh, Tether đó, bây giờ phần lớn là họ lưu trữ những tài sản cũng rất là an toàn Và rất là tài sản liên quan đến công trái phiếu của Hoa Kỳ Không lý do gì nghĩ là công trái phiếu của Hoa Kỳ uh, sẽ bị quýt nợ hết Đó là tài liệu mà mình thường muốn chia sẻ về uh, Tether và Washington Drama Let's go, yeah I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a